Sao bà đi khác, xin chào các bạn. Kết thúc tháng 7 với nhiều tác phẩm hấp dẫn. Tháng 8 này, các đài truyền hình Thái Lan dường như đang cùng nhau chạy KPI, khi các nhà đài sẽ chiêu đãi khán giả gần 20 bộ phim mới với đủ thể loại từ tình cảm hài hước đến tâm lý kinh dị, hứa hẹn một tháng vô cùng bùng nổ. Vậy, đầu tháng 8 này, những bộ phim mới nào sẽ lên sóng? Cùng mình tìm hiểu nhé! Một, Hôn nhân chớp nhoáng. Phim với sự tham gia các diễn viên Tono Bakin, Bobrup Hontip. Phim là tâm lý tình cảm. Nội dung phim kể về Darlin là một chàng trai chính hiệu, còn Bong là công tử rất tỉnh lẻ. Hai người có ác cảm với nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Thế nhưng trong một lần vô tình sai, chàng và nàng đã cùng nhau trải qua một đêm mặn nồng. Và đám cưới của cả hai diễn ra là chớp nhoáng. Đón xem Hôn nhân chớp nhoáng lúc 20:20 thứ hai thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 2 tháng 8 trên đài Quang 31. Này Stan Duy này, bên fan chân, rồi có cơ mang sẽ tặng ngàn cả. Chân sẽ không yếm ai thay na này, mi yung cả sủng bát của mẹ chân đứt cả. Hai, yêu trước mặt, phản sau lưng. Phim với sự tham gia của diễn viên Pha Yawari, Lee Thanat, Bon Tanushai. Vào ngày cưới của Ra, một đoạn phim riêng tư của cô bị lộ ra. Quá tủi nhục, Ra quyết định tự kết liễu cuộc đời mình. Hóa ra, Vũ Phạm tung đoạn phim đó là một trong những người bạn thân của cô. Khi Mina quyết định điều tra về kẻ chủ mưu, những sự thật không ngờ dần được hé lộ. Đón xem Yêu trước mặt, bạn sau lưng lúc 20:30 thứ hai thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 trên đài GMM25. You want one? มันขู่เพื่อนเว้ยโทรเรียกเพื่อนมารับ3. Bruno và thân mến. Phim với sự tham gia của các diễn viên Luke Ishikawa, Nam Tan Tipnari. Phim về tâm lý tình cảm. Nội dung phim kể về Donova là một siêu mẫu đang nổi tiếng. Bimani là một giáo viên mẫu giáo, ngọt ngào tốt bụng, nhưng hơi vụng về, người đột nhiên trở thành quản lý của anh. Khi hai mặt đối lập này phải kết hợp với nhau, tia lửa điện bất ngờ xuất hiện. Đón xem Donova thân mến lúc 20:30 thứ tư thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ ngày 10 tháng 8 trên đài GMM25. อยากรู้อะไรดีๆไหมดามีงานใหญ่นะคะแล้วถ้าคุณได้งานนี้เนี่ยจะดังมากเลยบูมหอยอึกตื่นเด็ดฟิล์มก็ช่วยทำแซงกับ diễn viên Rick Pirawat, Lee Sanat, Jock Foya ฟิล์มเกี่ยวกับ tâm lý tình cảm trong một cửa hàng đồ cổ giá trị của mọi món đồ là câu chuyện đứng đằng sau đó những người bán đồ đạc của họ có thể hồi tưởng cho cuộc sống của họ và những người mua thấy được giá trị mà họ ở bên trong. Sáu câu chuyện về ký ức, tình yêu, ước mơ và sự chia ly được liên kết bằng 6 phần. Đón xem Hồi ức tươi đẹp lúc 18 giờ thứ tư thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ ngày 10 tháng 8 trên GMM TV. Captain Blue, Coachella, Shia, Tên Tên Lo. Guitar ตัวนี้มันสำคัญสำหรับผมมากเดินทางมาด้วยกันก็นานไม่ว่าจะตอนที่ผมมีความสุขcòn một cơ thể. Phim với sự tham gia của diễn viên Gia Gia Thiếp, Smart Kishara, Jin Gawalin. Phim về tâm lý kinh dị. Nội dung phim kể về Bidantha là một người phụ nữ xấu tính. Sau một tai nạn ô tô, cô ấy bị mất đầu, nhưng bản thân lại chưa hề chết, nhờ sức mạnh phi thường. Cô đến nhà tiến sĩ BT để gắn lại đầu một cơ thể, nhưng lại không thành công. Và ban đêm, cô ấy ra ngoài để tìm kiếm cơ thể mới, dẫn đến những trường hợp phụ nữ mất tích sau này.
đón xem Còn Một Cơ Thể lúc 20:30 từ thứ tư đến thứ năm hàng tuần, phát từ ngày 8/8 trên đài CF8. แล้วฆาตกรมันอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายตีได้คุณอาทำแบบนี้ได้ยังไงคุณอาแบวร่างอีกตัวมาให้ตีได้ยังไงคิดว่าไปหาใครสักคนมาฆ่ามันง่ายนักเหรอใครจะตายก็ช่างมันสิสาว Em là mảnh ghép anh còn thiếu phim với sự tham gia các diễn viên như Christy Bob, Bui Met, Napason phim vừa tâm lý tình cảm không muốn phụ lòng mong đợi của gia đình và thầy cô, học sinh cấp 3 rơi vào trạng thái trầm cảm. Một ngày nọ, cô gặp một chàng trai trẻ mắc hội chứng OCD, người có cuộc sống khác với hầu hết những người khác, cảm thấy khác biệt với mọi người để đưa họ đến với nhau. Đó xem Em Là Mảnh Ghép Anh Còn Thiếu lúc 18 giờ thứ sáu thứ bảy hàng tuần, phát từ ngày 5/8 trên đài True For You. ว่าจะเห็นแก่อนาคตของยายแองนะคะถ้าแองสอบชิงทุนไม่ได้จะมีหลายคนที่ผิดหวังเพราะแองสู้ๆนะแองไบจี 12% ฟิล์มด้วยสายกับจีนฟิล์มเอิร์ธอาซามอนนัสซานตาปอมซาปัสนอยู่ฟิล์มเกี่ยวกับเคสและซีริวและ2 người bạn từ nhỏ nhưng tính cách của họ lại hoàn toàn trái ngược nhauKhác thì thân thiện và hướng ngoại, còn suy yêu là người hướng nội. Hai người với cuộc sống hoàn toàn khác nhau, cuối cùng họ sẽ bên nhau như thế nào? Đó xem chỉ 12% lúc 23 giờ thứ sáu hàng tuần, bắt đầu ngày 12/8 trên đài CF3. Cái cuối ไม่เคยมีพื้นที่ส่วนตัวเลยเอามาเป็นพูดเดี๋ยวโตขึ้นนะกูจะรอดูว่ามึงจะพูดอีกหรือเปล่าไอ้อยู่กับเพลงไม่สบายใจเหรอNhật Thực Phim với sự tham gia các diễn viên First Kanafan Kaotun Hanawat Nội dung phim kể về một người muốn thực thi quy tắc trong trường học và một người muốn phá vỡ các quy tắc đó. Cảm giác không giống nhau sẽ thúc đẩy tình yêu giữa hai người. Đón xem Nhật Thực lúc 20:30 thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 12/8 trên đài GMM25. Có người thèm có mà buồn học đường của ทุกครั้งที่ใกล้จะเกิดสุริยฆาตจะเกิดอาถรรพ์กับเด็กสุปโลที่ทำตัวนอกข้องจิ้นบุกจีนนามิฟิล์มด้วยสื่อทำสายผู้จัดการเลย์ตาเลย์มอสนัตตาวิกฟิล์มโรแมนติกทิ้งกันนายุฟิล์มเกี่ยวกับ những góc khuất làm sao sẽ giải trí bói lớpChiến tranh thực sự không phải là vũ khí mà là con người. Đón xem Cuộc Chiến Nam Mỹ lúc 21 giờ thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 2/8 trên AS Play. Mừng giờ mà hả riêng cụ. Thôi mừng chạp lạc phạm cụ, mừng có phải hả lạc thản mà. Mừng phải mà hoa cụ. Riêng thắng một thắng muộn nè. Mừng tên hoa ý cụ. Vậy là mình vừa giới thiệu những bộ phim Thái sẽ lên sóng bắt đầu tháng 8 này. Cùng mình là những sách nàoNó xem, những phim đang là sóng mừng cuối tháng 8 sẽ được phát sóng trên kênh trong thời gian tới. Những thông tin vừa rồi là thúc số đáng tháng 8. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên like và share nó. Nhấn subscribe để theo dõi những video theo kênh, cũng như cập nhật thông tin mới nhất về phim ảnh Thái Lan tại fanpage. Mời Linh, hẹn bạn miếng lần sau. Khi vừa không mấy trời gần lao Hai bay nan dồn cướp lưng bay trời trời Một lời surprise mang lại vần nề Mấy đi chờ mà từng kỳ bê Thính nghe mi rương cặp khoam ngào yên nề Tình cửa mi mi trời quay phưa raดีดีก็มาไม่ทันตั้งตัวก็ไม่ทันได้เตรียมใจสวัสดีที่แวะมาสวัสดีที่ทักทายความรักดีดีอย่างเธอไม่เคยได้เจอไปอยู่ที่ไหน
สวัสดีที่แวะมากลับเข้ามาในหัวใจเข้ามาแล้วก็ยังรีบไปไหนอยู่กันอย่างนี้ไปแสนนานจะได้ไหมนะเธอคนดี